Dạ vâng, nhà đất Phạm Thọ xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư. Thì như thường lệ, hôm nay quay trở lại dự án Cát Tường Phú Hưng tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thì em Thọ cũng xin giới thiệu với tất cả quý vị khách hàng và quý nhà đầu tư một lô đất đầu tư rất là tuyệt vời anh chị nhé. Lô đất mà em xin giới thiệu với anh chị khách hàng ngày hôm nay thì được em đánh dấu bằng mũi tên màu vàng ở trên màn hình anh chị ạ. Lô này thì nó nằm ở block D2, có diện tích là ngang 5, dài 20. Tổng diện tích là 100 m² và hiện tại thì lô đất này nằm trên trục đường 14 m anh chị nhé, và nằm sau lưng cái khu chợ đêm Phú Thiên Kim đấy anh chị ạ. Và vị trí này là một trong những vị trí kinh doanh khá là đẹp của dự án Cát Tường Phú Hưng. Thì khu vực này như anh chị thấy trên màn hình ấy là dự án Cát Tường Phú Hưng của chúng ta. Thì hiện tại lượng nhà dân và xây khá là đều rồi anh chị nhé. Cho nên là anh chị đầu tư tại dự án Cát Tường Phú Hưng hiện tại, trong cái thời điểm mà thị trường bất động sản đang ảm đạm như vậy, thì mình rất là yên tâm anh chị ạ. Tại vì nó luôn luôn có nhu cầu người dân vào ở thực đấy anh chị. Cho nên là biên độ đầu tư tăng giá là rất là an toàn anh chị ạ. Chứ không giống như những đất phân lô, đất phân xào ở bên ngoài như bây giờ. Đất phân xào, phân lô thì anh chị có thể mua được diện tích lớn, nhưng mà hiện tại thì giá nó đang đứng do cái nhu cầu sử dụng nó thấp hơn những cái đất dự án như vậy anh chị nhé. Thì trên màn hình anh chị có thể thấy là em Thọ có quay một cái flycam để cho mình cảm nhận được cái lô đất này trên thực tế nó ở đâu. Và như anh chị thấy ấy, thì cái khu vực chợ đêm này anh chị này, thì hầu hết tất cả những căn nhà xung quanh đây xây lên thì người ta đều kinh doanh buôn bán được anh chị nhé. Vì khu vực này là khu vực hiện tại là khu vực đông vui nhất của dự án Cát Tường Phú Hưng, cũng như là khu vực mà có độ thanh khoản tốt nhất của dự án anh chị ạ. Tại vì vị trí này nó vừa gần cái khu chợ đêm, lại sau lưng nó lại quỹ đất mà chủ đầu tư sẽ dành cho xây trường học anh chị ạ. Và đi xa phía bên dưới ấy, thì nó sẽ gặp cái khu công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới. Và hầu như công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới đấy anh chị, thì tất cả những khách hàng mà đi vào dự án Cát Tường Phú Hưng thì đều ra khu vực công viên Bảy Kỳ Quan Thế Giới để chơi. Cho nên là khu vực này là khu vực lúc nào cũng đông vui nhất anh chị ạ. Và anh chị nếu xây nhà lên, anh chị kinh doanh nhỏ thôi thì vị trí này cũng rất là ok anh chị ạ. Còn không anh chị nào đầu tư mà muốn tạo ra dòng tiền, anh chị có thể xây nhà cho thuê. Thì hiện tại vị trí này trong dự án Cát Tường Phú Hưng, nếu mà nền năm 20 anh chị xây nhà cấp 4 lên cũng cho thuê được khoảng từ 6 đến 8 triệu một tháng anh chị nhé. Tại vì khu vực này là khu vực làm ăn buôn bán được ấy, thì cái nhu cầu của người ta thuê là rất là nhiều. Còn không anh chị có thể xây nhà lên anh chị bán. Thì theo em thấy tại dự án Cát Tường Phú Hưng thì cái nhu cầu về mua nhà có sẵn về ở là cũng khá là cao anh chị ạ. Và thêm một cái điểm nữa, đó là vị trí này là vị trí mình được xây dựng tự do anh chị ạ. Mình không cần phải xây theo mẫu của chủ đầu tư. Mình xây dựng tự do, mình xây cấp 4 hay 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 2 lầu là tùy theo ý của mình. Thì không bắt buộc là xây dựng theo mẫu nào và tỷ lệ xây là bao nhiêu anh chị nhé. Và lô đất này thì là lô đất nằm ở hướng đông anh chị ạ. Lô hướng đông thì nó khá là mát mẻ anh chị nhé. Cho nên là mình ở trong cái hướng này ấy, thì mình làm ăn cũng như là mình ở cũng rất là mát mẻ anh chị ạ. Thì anh chị có thể thấy ấy, đối với một lô đất nằm liền kế với khu công nghiệp và là đất thành phố trung tâm của tỉnh Bình Phước nữa. Thành phố Đồng Xoài là trung tâm của tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Và với mức giá khoảng 13 triệu 8 một mét vuông như vậy anh chị này, mà vị trí kinh doanh buôn bán được gần công viên, gần chợ, gần trường học, thì cái dư địa tăng giá của nó đang cực kỳ cao anh chị ạ. Thì lô đất này là hiện tại là đã có sổ hồng sẵn rồi anh chị nhé. Mình mà mua là mình sẽ tiến hành đặt cọc và đi sang tên công chứng tại phòng công chứng ngay được, chứ không có phải là mình đang dạng hợp đồng giống như ngày xưa nữa đâu. Đấy, thì hầu hết những vị trí kinh doanh như vậy anh chị này là sau này càng để lâu anh nó càng lên giá. Đặc biệt là anh chị mua những cái nền 5 x 20, thì theo em thấy ấy, nền 5 x 20 lúc nào cái mức độ nhảy giá của nó cũng nhanh hơn những nền 5 x 17 năm hay là 5 x 16 anh chị nhá. Nếu mà nền 5 x 17 năm mà tăng được 100 triệu thì nền 5 x 20 nó phải tăng được 150 đến 200 triệu anh chị ạ. Cái này là thực tế tại dự án Cát Tường Phú Hưng luôn anh chị nhá. Thì anh chị khách hàng nào đang xem video này của em Thọ mà có duyên đầu tư lô đất này thì anh chị cứ gọi về cho em Thọ qua số điện thoại là 0983 023 974 em có để trên màn hình ấy, thì em sẽ gửi đầy đủ giấy tờ sổ sách của lô này cho anh chị tham khảo luôn. Em xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị đã xem video này của em. Em chúc anh chị sức khỏe và thịnh vượng, đầu tư phát tài phát lộc, và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những video tiếp theo ạ.